Xin chào tất cả các anh em trader đã quay trở lại với chuyên mục phân tích thị trường vàng ở Forex vào mỗi cuối tuần của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Tuần vừa rồi thị trường có rất là nhiều tin tức cho nên là các bạn thấy biến động giá rất là mạnh. Tuy nhiên thì về xu hướng cũng như là hỗ trợ kháng cự của chúng ta lại chưa có sự thay đổi quá nhiều. Ngược lại là có những cái cặp tiền tệ mà giá đã phản ứng đúng với các vùng hỗ trợ kháng cự mà chúng ta đánh dấu. Thì trong cái phân tích cuối tuần này, Thúy và các bạn sẽ cùng nốt lại những hành động giá quan trọng và lên chiến lược giao dịch cho tuần tới. Tuần tới này thì chúng ta không có quá nhiều tin, nhưng mà có hai tin quan trọng mà các bạn cần lưu ý. Đó là Anh và Úc sẽ họp lãi suất và chính sách tiền tệ. Ngoài ra thì còn có một vài tin tức liên quan đến việc làm thì các bạn lưu ý ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào phân tích thị trường cho tuần tới. Video này được tài trợ bởi nhà môi giới hàng đầu Việt Nam XM Global. Chu kỳ tăng trưởng đang đến. Đừng quên rủ thêm bạn bè để có thêm người đồng hành trên hành trình giao dịch và nhận đến 150 đô tiền thưởng trên một lượt giới thiệu cùng với XM. Link ở phần miêu tả. Như thường lệ, Thúy bắt đầu với DXY. Các bạn có thể thấy là giá tuần vừa rồi đã giảm và tiếp cận đến cái vùng hỗ trợ là vùng giằng co và cũng là vùng cầu gần nhất. Nó là quanh vùng 104.50. Thì các bạn để ý là sau khi mà tiếp cận với cái vùng hỗ trợ này, giá đã tạo ra một cây nến có đuôi nến dưới rất là dài. Mặc dù là thân nến cây nến này vẫn là nến giảm và cây nến này cũng không có thân nến nằm trong vùng giá của cây nến trước đó. Tuy nhiên thì đuôi nến dưới dài này đã thể hiện cho chúng ta thấy được là thị trường đã có một áp lực mua khá là mạnh từ cái vùng này. Tuy nhiên nếu như mà về khung thời gian thấp hơn là 0H4 thì các bạn sẽ thấy là thị trường đang nằm trong xu hướng giảm. Động lượng giảm tuy là không có mạnh nhưng mà có thể thấy được rằng là xu hướng ngắn hạn đang là hướng giảm giá. Tuy nhiên thì đang gặp cái vùng hỗ trợ là vùng giằng co trên khung thời gian D1, cho nên là giá nó đang có cái sự chững lại. Vậy thì nếu như mà muốn mua lên được trong cái điều kiện thị trường hiện tại này thì các bạn buộc phải chờ trên khung thời gian H4 có tín hiệu tăng giá. Tức là nếu như mà các bạn về khung thời gian thấp hơn, nếu như mà các bạn thấy rằng khung thời gian H4 có sự chuyển đổi xu hướng từ giảm qua tăng giá thì khi đó các bạn có thể canh mua lên được. Còn nếu như trong trường hợp giá mà phá vỡ luôn cái vùng hỗ trợ này thì cho thấy rằng là trên khung thời gian H4 chuyển qua hướng giảm giá rất là mạnh, và khi đó thì chúng ta sẽ canh bán, tức là chúng ta sẽ đi theo cái cấu trúc giảm giá trên khung thời gian thấp, với điều kiện là trên khung thời gian thấp phải tạo được cái cấu trúc giảm giá một cách rõ ràng ha, thì khi đó mới canh bán được. Còn hiện tại thì chúng ta vẫn có thể canh mua ở vùng hỗ trợ này. Còn nếu vùng hỗ trợ này bị phá thì coi như hiện tại trên khung thời gian ngày là chúng ta không có cái vùng hỗ trợ nào để chống đỡ được cho giá hết. Cho nên cái khả năng mà thị trường quay đầu giảm giá sẽ rất là cao, khi đó thì có thể canh bán được ha. Còn hiện tại thì cứ theo cái chiến lược là canh mua lên trước, nếu như mà không có cái kịch bản này xảy ra thì chúng ta mới tính tiếp ha. Đây là chiến lược giao dịch cho DXY. Chúng ta phân tích qua chỉ số S&P 500. S&P 500 tuần vừa rồi di chuyển không có được ổn định trong động lượng cho lắm. Các bạn thấy là có rất nhiều vùng gap, vùng khoảng trống giá tăng giảm được hình thành xen kẽ lẫn nhau. Và đa phần thì các bạn thấy là giá không có tôn trọng những cái khoảng trống giá này. Hiện tại thì giá đã bắt đầu tiếp cận đến cái vùng kháng cự mà chúng ta đánh dấu rồi. Nó là vùng giằng co, đồng thời cũng là vùng cung gần nhất, quanh vùng 51-50. Và hiện tại thì giá cũng đang chững lại và hình thành cho chúng ta một cây nến dạng doji. Tuy nhiên thì chưa canh bán được bởi vì là chưa có tín hiệu. Cho nên là qua tuần các bạn có hai lựa chọn ha. Một là các bạn có thể tìm tín hiệu hành động giá quanh vùng này, sau đó canh bán xuống được. Đó là cái phương án đầu tiên. Phương án này thì có thể là cái lợi thế của chúng ta sẽ không được tốt cho lắm nếu như mà trong trường hợp nến tín hiệu là một nến giảm khá là mạnh, thì cái việc mà chúng ta có được tỷ lệ risk reward tốt nó sẽ khó hơn. Cho nên là anh em có thể cân nhắc cái kịch bản thứ hai, đó là trở về khung thời gian H4 tìm cái sự thay đổi xu hướng và sau đó chúng ta sẽ bán khi giá hồi về,
trong cái vùng kháng cự của cái xu hướng giảm trên khung thời gian H4 đó. Cụ thể như sau, tức là các bạn sẽ chờ cho giá chuyển đổi xu hướng trên khung thời gian H4. Sau khi mà chuyển đổi xu hướng xong thì các bạn sẽ xác định cái đợt giảm giá gần nhất. Cái đợt giảm giá này phải là cái đợt giảm giá tạo được đáy thấp hơn, tức là tạo được cái cấu trúc giảm trên khung thời gian H4. Lúc đó thì các bạn sẽ tìm cái vùng kháng cự gần nhất, có thể là vùng đáy trước đó bị phá vỡ, có thể là vùng giằng co hoặc là vùng cung gần nhất. Đó, thì khi đó chúng ta sẽ chờ cho giá hồi về cái vùng kháng cự này, sau đó tìm cơ hội bán xuống. Như vậy thì các bạn sẽ có được cái tỷ lệ reward tốt hơn, bởi vì điểm vào lệnh của chúng ta sẽ lợi thế hơn rất là nhiều. Thì đây là một trong cái hai kịch bản để có thể giao dịch S&P 500. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp mà các bạn thấy giá bật tăng lên mạnh, hoàn toàn phá vỡ cái vùng đỉnh trước này với một động lượng rất là mạnh, thì có khả năng là giá quay ngược trở lại xu hướng tăng giá, thì khi đó chúng ta sẽ phải thay đổi chiến lược ha. Tiếp theo là Dow Jones. Các bạn để ý là Dow Jones cũng đã tìm về cái vùng kháng cự quanh vùng 3880 rồi, và cũng đã tạo ra một cái cây nến Doji chứng lại quanh cái vùng này. Và các bạn thấy là tương tự như là S&P 500, giá tạo ra những cái khoảng trống này, khoảng trống giá, và thị trường cũng không có tôn trọng cái khoảng trống giá đó là mấy. Hiện tại thì giá đã chạm đến cái vùng kháng cự rồi và đang chứng lại, chưa có tạo được tín hiệu canh bán nào cho chúng ta cả. Thì qua tuần các bạn tiếp tục theo dõi cái vùng kháng cự này ha. Nếu như mà tạo được tín hiệu các mô hình nến đảo chiều quanh cái vùng này thì các bạn có thể cân nhắc giao dịch. Còn nếu như trong trường hợp các bạn muốn có điểm vào lệnh lợi thế hơn thì tương tự như S&P 500, các bạn về khung thời gian H4 tìm cái sự thay đổi xu hướng, hoặc là H1 cũng được ha, tìm sự thay đổi xu hướng, thì khi đó các bạn có thể vào lệnh theo cái xu hướng giảm giá trên khung thời gian thấp được. Còn nếu như trong trường hợp các bạn thấy giá tăng mạnh lên, nói chung là phá vỡ luôn cái vùng cung gần nhất này, và với một động lượng mạnh thì có khả năng trên khung thời gian thấp hơn thì cấu trúc tăng giá được hình thành, khi đó có thể là chỉ số này quay trở ngược lại xu hướng tăng giá hiện tại của thị trường. Còn nếu như mà giá quay đầu giảm thì có khả năng nó sẽ tạo được tín hiệu giao dịch cho chúng ta. Thì tùy vào cái phản ứng hành động giá để mà chúng ta quyết định xem là nên canh mua hay canh bán ha. Tiếp theo chúng ta phân tích quả vàng. Chiến lược tuần vừa rồi của vàng đó là mình đưa tín hiệu bán quanh cái vùng kháng cự, là cái vùng cung gần nhất trên khung thời gian H4. Các bạn thấy thì giá đã đi đúng với phân tích của tuần trước, tuy nhiên thì giá chưa thực sự chạm đến cái vùng cung gần nhất này mà đã quay đầu giảm giá rồi. Tuy nhiên động lượng giảm thì vẫn chưa có được mạnh lắm. Và các bạn để ý là cấu trúc trên khung thời gian ngày thì vẫn là tăng giá, và cái vùng hỗ trợ của chúng ta là quanh vùng 2002 này, giá vẫn có khả năng sẽ tìm về, bởi vì đây là cái vùng hỗ trợ gần nhất. Cho nên là các bạn có thể cân nhắc ha. Cân nhắc qua tuần chúng ta sẽ tiếp tục canh bán tiếp. Nếu như mà xét trên khung thời gian ngày thì cái vùng kháng cự quanh vùng 2360 này, nó là vùng giằng co này, đồng thời cũng là vùng cung gần nhất, vẫn là một vùng tiềm năng để canh bán ha, cả trên khung ngày và H4 luôn. Thì các bạn có thể cân nhắc tiếp tục canh bán quanh vùng này được nhé. Nói chung là chiến lược giao dịch ngắn hạn trên khung thời gian ngày, trong tuần tới là chúng ta sẽ canh bán quanh vùng 2360 với mục tiêu là về lại cái vùng hỗ trợ là 2002 ở bên dưới này. Còn nếu như trong trường hợp mà giá không quay ngược trở về cái vùng kháng cự mà nó quay đầu giảm giá luôn, thì lúc này chúng ta có thể chờ cho giá tiếp cận đến cái vùng 2002 bên dưới này, và sau đó tìm cơ hội để mà mua lên ngay trên khung thời gian ngày luôn ha. Thì đây là chiến lược giao dịch vàng cho tuần tới. Hiện tại thì giá đang chứng lại. Tuần vừa rồi giá mặc dù là biến động mạnh, nhưng mà cuối tuần thì thị trường gần như là chứng lại, không có biến động nhiều. Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một trong hai cái kịch bản này có thể xảy ra. Nếu như mà rơi vào kịch bản thứ hai thì chúng ta sẽ canh mua, còn nếu như mà rơi vào kịch bản đầu tiên thì chúng ta sẽ canh bán. Tùy thuộc vào diễn biến hành động giá trong tuần tới như thế nào để mà chúng ta lên kế hoạch giao dịch cho nó phù hợp ha. Bây giờ chúng ta phân tích qua dầu. Dầu trong tuần vừa rồi thì lại đi ngược lại với phân tích của Thúy. Đó là thay vì giá tạo được cái tín hiệu mua hoặc là quét cái vùng đáy này, sau đó bật tăng lên, thì lúc này các bạn thấy là giá quay ngược đầu và giảm rất là mạnh. Cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý ở đây, đó là cái động lượng giảm này rất là mạnh ha. Nó tiếp cận đến vùng hỗ trợ này rất là mạnh. Và thêm một cái nữa là cây nến cuối tuần, cây nến này kết thúc với giá thấp nhất
bằng với lại giá đóng cửa là một tín hiệu cho thấy rằng là tín hiệu bán đang rất là tuyệt đối, người bán đang đẩy giá xuống và hoàn toàn kiểm soát thị trường. Quan trọng hơn là cái giá đóng cửa của cái nến này nó chiếm hơn 50% cái vùng hỗ trợ mà chúng ta đánh dấu. Cho nên đối với lại giao dịch hành động giá mà nói thì cái tín hiệu mua lên ở vùng này nó sẽ không còn được ưu tiên nữa, bởi vì nó không còn được lợi thế nữa, giá đã kiểm tra gần hết cái vùng hỗ trợ này rồi, nhưng mà nó không hề hình thành được cho chúng ta tín hiệu mua lên nào, và cũng không có bất kỳ một cái phản ứng nào cho thấy rằng là người mua đẩy giá lên khỏi từ cái vùng hỗ trợ này. Cho nên là đối với lại dầu á, thì tạm thời các bạn đừng nên canh mua quanh cái vùng hỗ trợ là 78 này ha. Chúng ta đứng ngoài quan sát thị trường, có thể sẽ phải canh bán. Nếu như mà hiện tại canh bán thì có vùng kháng cự là vùng giằng co này, đồng thời cũng là vùng cung gần nhất luôn, nó là quanh vùng 82.50. Qua tuần thì chúng ta có thể chờ cho giá hồi về vùng này rồi canh bán được. Còn nếu như trong trường hợp giá quay đầu giảm luôn thì khi đó chúng ta sẽ chờ cho xem thị trường có hình thành thêm được cái vùng kháng cự gần nhất nào hay không, hoặc là cấu trúc của thị trường diễn biến như thế nào, rồi chúng ta mới tính tiếp được. Còn hiện tại thì cứ quan sát cái vùng kháng cự gần nhất là quanh vùng 82.50 này trước rồi tính ha, rồi xem diễn biến giá, hành động giá trong tuần tới như thế nào, rồi khi đó chúng ta tính tiếp. Tiếp theo chúng ta phân tích qua các cặp tiền tệ ha. Đầu tiên là cặp EURUSD. Thì các bạn thấy là tuần vừa rồi giá đã phản ứng với cái vùng kháng cự là vùng mất cân bằng quanh vùng 1.08 này, và giá đã phản ứng rất là mạnh mẽ, tạo ra một cái nến có đuôi nến trên rất là dài. Nhưng mà nến này thì không phải là nến tín hiệu gì của chúng ta ha. Tuy nhiên thì cái nến này đã cho chúng ta thấy được một điểm rất là rõ là thị trường đã tôn trọng cái vùng kháng cự này và có áp lực bán xuất hiện từ vùng này. Cho nên qua tuần EURUSD có thể kênh bán từ vùng này được. Nhưng mà chúng ta nếu như mà chưa không thời gian ngày mà tìm tín hiệu giao dịch ở vùng này thì không có lợi thế rồi. Cho nên là kiến nghị anh em có thể về khung thời gian thấp hơn như là H4 hoặc H1 để tìm tín hiệu vào lệnh ha. Đây là khung H4, giá đã phản ứng với vùng này rồi. Các bạn để ý này, vùng kháng cự của khung H4 nó lên đến tận đây lận. Ở trên này là cái vùng cung gần nhất, cũng là cái vùng mất cân bằng của chúng ta. Cho nên là giá hoàn toàn có thể sẽ tiếp tục phản ứng với cái vùng này. Vậy thì ở đây này, đối với lại cặp EURUSD, chúng ta sẽ chờ cho khung thời gian H4 có thể tạo được cái cấu trúc giảm giá. Nó có thể như thế này. Khi mà đã tạo được cái cấu trúc giảm giá trên khung thời gian H4, thậm chí là khung thời gian H1 luôn, thì các bạn có thể tìm cơ hội để canh bán được ha. Hiện tại thì chưa có. Các bạn để ý này, hiện tại thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng luôn á. Chúng ta có thể vẽ trendline tăng trên khung thời gian H4 đây. Như vậy có thể thấy là hiện tại trên khung thời gian H4 đang là tăng giá. Cho nên là muốn canh bán thì các bạn buộc phải thấy được giá hình thành cho chúng ta một cái xu hướng giảm, thì khi đó là chúng ta có thể canh bán được. Còn như hiện tại thì không thể canh bán được ha. Hiện tại thị trường đang nằm trong cấu trúc tăng giá. Cái yếu tố để mà ủng hộ cho chúng ta canh bán ở cái thời điểm này đó là giá đang chững lại ở quanh vùng kháng cự của khung thời gian ngày. Và nếu như mà nó tạo được tín hiệu ở vùng này thì chúng ta có thể canh bán được. Còn nếu như không, giá tiếp tục tăng lên trong tuần tới ha. Thay vì là tạo xu hướng giảm hoặc là tạo tín hiệu canh bán cho chúng ta mà giá tiếp tục tăng lên trong tuần tới, thì khi đó xu hướng sẽ thay đổi và chiến lược giao dịch của chúng ta cũng sẽ phải thay đổi. Không có canh bán được, có khả năng sẽ phải chuyển qua canh mua ha. Nói chung là tùy phản ứng giá trong tuần tới nhé. Hiện tại thì các bạn cứ để ý vào cái chiến lược canh bán này. Tại vì giá hiện tại đang nằm ở vùng kháng cự khung này, cho nên chúng ta có thể cân nhắc canh bán nếu như có tín hiệu ha. Cặp tiếp theo là bảng Anh USD. Bảng Anh USD thì đã phản ứng với vùng kháng cự là vùng mất cân bằng, nó đồng thời cũng là vùng giằng co này và cái vùng cung gần nhất này. Thì các bạn thấy rằng là cây nến tạo được cho chúng ta nó là một nến đuôi chuột túi. Nến này khá là lý tưởng, bởi vì là nó có đuôi nến trên rất là dài, đuôi nến dưới nhỏ và thân nến cũng rất là nhỏ. Cái điểm trừ duy nhất của cây nến này đó chính là nó có thân nến tăng. Tuy nhiên thì cây nến này nó lại phản ứng rất là rõ với lại cái vùng kháng cự, đồng thời nó cũng là một cây nến có cái độ lớn khá là nổi bật, cho nên là chúng ta có thể canh bán với cái nến này được. Tuy nhiên thì nếu như mà giao dịch trên khung thời gian ngày thì các bạn thấy rằng là lợi thế của chúng ta không có nhiều.
Nếu mà đợi cho giá phá vỡ cái vùng giá thấp nhất của cây nến này thì chúng ta sẽ chốt lỗ ở phía trên giá cao nhất của cây nến và chốt lời đầu tiên là ở vùng đáy này, thấp hơn là vùng đáy bên dưới này. Với cái lợi nhuận đầu tiên nó sẽ không có quá 2R. Đấy, các bạn để ý ha. Nên nó chỉ vừa tầm 1.2, tỷ lệ risk reward 1.2 thì chúng ta cũng có thể cân nhắc giao dịch được ha. Còn nếu như mà chốt lời mà ở bên dưới này thì tỷ lệ risk reward của chúng ta sẽ cao hơn rất là nhiều. Và các bạn để ý là giao dịch trên khung thời gian ngày, cái thời gian để mà đạt được cái mức lợi nhuận này nó sẽ lâu hơn rất là nhiều so với khung thời gian thấp hơn ha. Thì đây là một trong những chiến lược giao dịch trên khung thời gian lớn. Còn nếu như mà các bạn thấy rằng là giao dịch với cái tín hiệu nến như thế này thì nó sẽ bất lợi cho các bạn, thì các bạn có thể về khung thời gian thấp hơn là khung thời gian H4. Ở trên khung thời gian H4 thì cũng giống như là cặp EURUSD, tôi kiến nghị mọi người là chờ cho thị trường có cái sự thay đổi xu hướng và sau đó thì các bạn có thể chờ cho giá hồi về một trong những cái vùng kháng cự quan trọng trên khung thời gian H4, sau đó tìm cơ hội kênh bán xuống. Thì như vậy điểm vào lệnh của các bạn sẽ lợi thế hơn và mức dừng lỗ sẽ nhỏ hơn, tỷ lệ risk reward cũng sẽ cao hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể có khả năng sẽ phải chấp nhận là sẽ bỏ lỡ cơ hội giao dịch. Tuy nhiên một khi mà giá đã giảm xuống, tức là nó muốn quay đầu giảm giá xuống đến những cái vùng hỗ trợ bên dưới này, thì có khả năng các bạn cũng có thể tìm được những cái tín hiệu bán để giao dịch tiếp diễn xu hướng giảm khi mà cái cấu trúc giảm giá đã được xác định ở trên khung thời gian thấp rồi. Để nói chung là chúng ta cũng có thể cân nhắc giao dịch theo cái cách thức đó ha. Hiện tại thì nói chung là bảng Anh USD là chúng ta có thể kênh bán được rồi nhé. Tiếp theo chúng ta phân tích qua cặp đô la Úc và đô la Mỹ. Cặp này thì các bạn thấy rằng là giá tuần vừa rồi mặc dù tăng rất là mạnh và nó đã chạm đến cái vùng kháng cự là quanh vùng 0.66 rồi. Tuy nhiên thì các bạn thấy rằng là chưa có tín hiệu bán nào được hình thành. Có một cây nến có đuôi nến trên khá là dài đã được hình thành. Tuy nhiên cây nến này nó lại kết thúc với thân nến là tăng giá và thân nến cũng khá là lớn. Cho nên đây không phải là tín hiệu để mà chúng ta kênh bán, cũng không hẳn là một cái tín hiệu cho thấy là thị trường có khả năng sẽ giảm giá. Hơn nữa là trendline giảm đã bị phá vỡ với cây nến đóng cửa lên phía trên cái đường trendline giảm này cũng khá là mạnh, cho nên đây cũng không phải là một tín hiệu tốt cho lắm. Thì đối với lại đô la Úc và đô la Mỹ thì kiến nghị mọi người đứng ngoài chờ, chờ xem liệu giá có phá vỡ cho chúng ta cái vùng kháng cự này hay không, là vùng đỉnh này hoặc thậm chí là vùng đỉnh này thôi, là chúng ta đã có thể gần như xác định được cái khả năng xu hướng của đô la Úc và đô la Mỹ có thể sẽ chuyển hướng qua tăng giá. Và khi đó thì chúng ta có thể canh mua lên cũng chưa có muộn. Còn hiện tại thì các bạn để ý là giá đang nằm ở vùng kháng cự là cái vùng cung gần nhất, cũng là cái đường trendline giảm. Và nó cũng rất là gần với cái vùng giằng co của cái vùng đỉnh trước đó đây. Cho nên là các bạn để ý là đối với vùng này tạm thời chúng ta cứ chờ hành động giá. Nếu mà phá vỡ được thì khi đó chúng ta canh mua. Còn nếu như mà thị trường tiếp tục tạo cho chúng ta những cái tín hiệu từ chối từ vùng này, hoặc thậm chí là tạo được cái mô hình nến giảm giá, thì chúng ta có thể kênh bán được ha. Hoặc là anh em cũng có thể về khung thời gian thấp hơn tìm cái sự thay đổi xu hướng từ tăng qua giảm là có thể bán được. Nói chung là đối với lại đô la Úc và đô la Mỹ cứ quan sát cái vùng kháng cự hiện tại này là được nhé. Cặp tiếp theo là cặp USD và Canada. Các bạn để ý là cặp tiền này thì đã phản ứng với vùng hỗ trợ là những cái vùng đỉnh trước đó mà chúng ta đánh dấu rồi ha. Và nó tạo được cho chúng ta một cái nến đuôi chuột túi khá là rõ. Cái nến này có thể trade được ha, có thể mua được. Chúng ta cùng xem nếu như mà giao dịch với cái nến này thì tỷ lệ risk reward của chúng ta ở chiến lược này là bao nhiêu nhé. Các bạn có thể mua khi mà giá phá vỡ cái vùng giá cao nhất của cái nến này, dừng lỗ ở bên dưới đáy nến và chốt lời ở phía trên vùng đỉnh này. Đặt dừng lỗ bên dưới cái nến này là tỷ lệ risk reward của chúng ta rơi vào khoảng tầm 2.3. Nói chung là nếu như mà giao dịch trên khung thời gian ngày thì đây là cái chiến lược khả thi nhất. Còn nếu như mà các bạn thấy rằng là tỷ lệ risk reward như vậy không có được lợi thế cho lắm và giao dịch trên khung thời gian ngày chúng ta cũng phải đợi cái khoảng thời gian rất là lâu, thì các bạn có thể về khung thời gian thấp hơn tìm cái sự thay đổi xu hướng và sau đó giao dịch. Ở trên khung thời gian thấp hơn thì các bạn có thể chờ cho thị trường tạo được cấu trúc tăng giá, sau đó tìm cơ hội để mua lên theo xu hướng tăng của trên khung thời gian thấp. Hoặc là các bạn để ý à,
các bạn nhìn giá trên khung thời gian M15 của cặp USD và Canada thì có thể thấy được rằng là trong ngắn hạn thì cặp này đã chuyển hướng tăng giá, và cái vùng hỗ trợ là vùng giằng co này có thể giao dịch được. Các bạn có thể chờ cho giá hồi về cái vùng hỗ trợ này, sau đó tạo được cái tín hiệu mua lên đẹp, ví dụ như là vùng sức ép mua phá vỡ giằng co thất bại chẳng hạn, thì các bạn có thể canh mua lên được ở vùng này ha. Còn nếu như trong trường hợp giá giảm mạnh xuống vùng này và không tạo được tín hiệu xác nhận, sau đó phá vỡ luôn, thì có khả năng thị trường sẽ quay đầu giảm giá, và tín hiệu này chính là cái tín hiệu đuôi chuột túi trên khung thời gian ngày. Thì lúc này cái tín hiệu này có khả năng sẽ thất bại đó, và nó không có tạo được cái giá cao hơn, phá vỡ khỏi cái vùng đỉnh của cây nến đuôi chuột túi đó, cho nên là lúc đó thì chúng ta không có canh mua được ha. Thì các bạn để ý nhé, các bạn có thể tận dụng khung thời gian thấp để canh mua lên để có được cái điểm vào lệnh lợi thế, hoặc là các bạn cũng có thể lên khung thời gian ngày để mà các bạn canh mua trực tiếp với cây nến đuôi chuột túi luôn nhé. Cặp cuối cùng là USD và Yên Nhật. Các bạn thấy là giá đã hồi về cái vùng giằng co, cũng là cái vùng hỗ trợ quan trọng của chúng ta rồi. Giá hiện tại đang có cái sự phản ứng với vùng này, quanh vùng 152. Tuy nhiên thì chưa có tín hiệu mua lên ha. Hiện tại thì trước mắt chúng ta có thể xác nhận được một điều rằng là động lượng giảm hiện tại đang chứng lại quanh vùng này, và chúng ta hoàn toàn có thể tìm tín hiệu mua quanh vùng này trong tuần tới. Các bạn để ý ha, nói chung chiến lược giao dịch của USD và Yên Nhật không có thay đổi nhiều. Chúng ta tiếp tục theo dõi cái vùng hỗ trợ quanh vùng 152 này. Nếu như mà tạo được tín hiệu quanh vùng này thì chúng ta có thể mua lên được nhé. Thì đây là những cái cặp tiền mà chúng ta sẽ theo dõi và phân tích trong tuần tới. Anh em nào mà có thắc mắc gì về nội dung của clip thì vui lòng để lại comment bên dưới. Các bạn đừng quên ủng hộ team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là subscribe kênh, like và share video clip nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.